khuôn dạ cửa sổ đây các bác nhé. Khuôn này thì nhà em là bằng chất liệu nhựa ABS. Đấy, khuôn này thì tổng chiều dài của nó có thể mình cứ nối ra. Thì mỗi một cái khuôn như thế này đều có những cái đoạn nối như này. Thế ạ. Đều có những đoạn nối như này các bác nhé. Đấy. Đây nối này. Chúng ta cứ nối vào với nhau. Muốn dài mấy mét cũng được. Thực ra thì cửa sổ mà 3 mét là rộng rồi. Cơ bản là 3 mét là rộng nhất rồi. Đấy. Nên là rất là linh hoạt kích thước. Thế nên là cái phần dạ cửa sổ này chúng ta thay đổi kích thước được. Đấy. Khuôn này có thể đổ trực tiếp hoặc là đổ ngoài xong cắn vào đều được ạ. Đây, mặt bên trong của nó đây. Đấy, khi mà chúng ta đổ trực tiếp ấy, nếu mà chúng ta sử dụng phương án đổ trực tiếp thì cái phần trên này này nó đang bị thừa. Vì cái này là áp dụng cho đổ bên ngoài xong rồi lắp ghép. Tức là đổ xi măng xong thì khoan ốc vít là cứ nẽo vào tường, nhưng mà nếu mà đổ trực tiếp thì chúng ta phải cắt vì cái này đang thừa, phải cắt bỏ cái phần trên này đi để lấy cái chỗ để đổ vữa vào. Đấy nhá, đối với khuôn như này. Đấy, dạ cửa sổ nhá. Chúng ta có thể thay đổi kích thước. Cái này thì sử dụng vào nếu mà cửa vuông hoặc là cửa tròn thì chúng ta cũng đều để bên dưới nhá, bên dưới chân cửa sổ. Đấy thì hoặc là nếu mà chúng ta có thể sử dụng vừa cửa vuông nữa thì chúng ta cái này để lên trên cửa sổ cũng được. Tức là trên một mẫu và dưới một mẫu. Đấy thì cũng được. Cái này có thể áp dụng linh hoạt cho cả dạ trên của cửa sổ và dạ dưới đều có thể sử dụng được các bác nhé. Đấy. Nên là khuôn này rất là dày dặn. Khuôn này thì chiều dài thì là chúng ta có thể tự nối ra, tự nối bằng những cái đoạn như này. Đấy, tự nối bằng những cái mảnh ghép như này nhá. Thay cho cái việc là chúng ta phải đắp, chúng ta không phải đắp nữa. Chúng ta sẽ có sẵn cái phần dạ cửa sổ như này, nó sẽ thuận tiện cho người lắp ghép hoặc là người đúc trực tiếp đều được các bác nhé. Đấy. Ngoài cái phần dạ cửa sổ này thì bên em có rất là nhiều mẫu và nhiều kích thước, cửa tròn hay là cửa vuông nhá, thì có rất là nhiều, thì các bác có thể kết nối thì bên em sẽ phục vụ cho các bác.